Kính chào toàn thể các bác. Trong clip lần hôm nay em quay là giới thiệu chi tiết cho các bác, giới thiệu lại và giới thiệu chi tiết nhé về con loa là Oka 6210 của DK Data King. Thì như trong các clip trước ấy, thì em giới thiệu qua thôi, nhưng hôm nay sẽ là giới thiệu chi tiết cho các bác về cái thiết kế cơ bản của con loa này. Đó chính là cái họng chất kẹt có góc ở trái phải lên đến 90 độ, góc chéo này đấy, 45 độ, trên đây là được 30 độ. Đó, 30, 45, 90, 90. Đấy, cái này là được 90 này. Cái này là xuống được 45 này, cái này lên được 30 độ này. Đó. Và con này là cái vật liệu họng kèn là bằng vật liệu composite. Củ chiếc kèn là chắc neo của Celtison, củ kèn là của Celtison Anh Quốc. Và củ bát các bác nhá, củ bát là của BC. BC đến từ Italy. Và cái củ bát này này là cái thương hiệu DK, họ OEM riêng, đặt hàng riêng của cái thương hiệu của bát B và C của Ý. Họ nghiên cứu và sản xuất OEM riêng cho hãng DK. DK thì lấy nhiều hãng linh tinh lắm, ví dụ RCF cũng đặt này, mà của P Audio Thái Lan họ cũng đặt hàng. Đấy, DK họ đặt các hãng làm củ loa và OEM riêng cho cái thương hiệu DK, giống như Nexo vậy. Đó, đây là cái côn loa bát. Về số lượng thì nhiều lắm các bác nhá, vài đôi cơ, không phải là một hai đôi đâu, nên các bác hoàn toàn yên tâm, số lượng thì có nhiều. Đó, bọn này là keo của côn cao, không phải là côn thấp, côn cao các bác nhá. DK Data King. Về cái dòng này ý, thì là cái bát của nó là gân xốp. Về là anh em sẽ phải thay, và có những đôi nào nó bị xấu ấy thì bên em bán rẻ hơn nhá, bởi vì xấu nó cũng chỉ gọi là cái keo nó hơi nhem nhem đây thôi. Còn các bác đậy lưới vào các bác không phát hiện được đâu. Ở đây con này là gân zin này. Gân zin này. Đúng một đôi gân zin duy nhất. À, một chiếc gân zin duy nhất. Còn lại là về nhà con nó bị mổn mục hết cái gân này rồi, phải thay. Đó. Với cái bát này thì là dây quấn của nó rất là to, nhưng nó sẽ bị cái điểm yếu là độ nhạy nó thấp, nó không được cao. Độ nhạy một chiếc này là 95 dB. Thì trung bình một cái bát này nó đâu đó khoảng tầm 91-92 dB các bác nhá. Cái bát này nó chỉ được 91-92 dB thôi, độ nhạy của nó. Và qua cái phân tần này nó sẽ nắn và kéo. Đấy. 91-92 dB thì hai con này thì nó sẽ được cộng 3 dB các bác nhá. Hai con cộng 3 dB thì nó sẽ vào tầm 95-96 dB. Và như cái phân tần trong đây thì nó sẽ cắt và x-over chém tần số và nắn luôn tần số, nắn luôn equalizer trên cái mạch này. Đấy, cái mạch này nó sẽ nắn và chia cho bát, chia cho tép. Bát nó sẽ gánh từ bao nhiêu, tép gánh từ bao nhiêu thì trên cái phần tần này nó sẽ thiết kế và nó sẽ x-over trên đấy. Đó. Coi như là cái mạch phân tần này nó rất là quan trọng trong loa phân tần của DK. Như các bác biết rồi, DK là phân tần khủng. Có những cái con loa DK cái phân tần của nó to hơn cả quyền vở. Đó. To như cái bảng. Nó to mà nó khủng khiếp như là cái phân tần của các dòng JB đời cao ấy. 738 gì đấy, nó khủng khiếp đến mức gì. Tức là khủng khiếp về cái cấu tạo mạch của nó như thế nha các bác nhá. Đấy, mạch này nó có thể nắn qua luôn. Ở đây. Cái con này là cái tép kèn này. Con tép này thì độ nhạy là 104 dB trên cái họng kèn này. Và qua cái mạch này nó phải sử dụng khá nhiều linh kiện để còn giảm cái độ nhạy từ 104 dB xuống còn 94-95 dB để khớp với cái thông số của cái cấu hình của nó bát như này và cái thùng này. Và cái thùng này các bác chơi ý, thì không phải sử dụng loa siêu trầm đâu. Gần như là không phải sử dụng. Phòng bé thì không cần đâu. Và cái tiếng bát của nó đánh có một cái trường âm, cái lực của nó nó đánh rất là mạnh. Trường âm nó dày, âm tiếng. Và cái lực đánh của nó tiếng bát nó vòng đi xa, nó không gọi là phèo phào trước mặt đâu. Các bác nghe trước mặt bình thường thôi, nhưng khi các bác đi xa các bác nghe tiếng nó vẫn dày và âm tiếng như thế. Đánh như là có súp luôn. Đó. Tép thì bé con nó kêu rất kinh khủng. Kêu to. Rất là to. Đó. Trên đây là cái cấu hình phân tần các bác nhá. Đấy. Thùng của cái dòng này đó là thùng vật liệu gỗ bạch dương, gỗ dán bạch dương các bác nhé, gỗ dán bạch dương, gỗ cao cấp lắm. Nó còn thêm một cái thanh chống vòng này, đấy. Gia cố cho cái thùng tạo nên một cái vẻ chắc chắn, cái độ cứng cáp cho cái thùng này. Thùng đã bằng gỗ dán rồi, sao lại còn thêm cái thanh chống gồng lên nữa, nên là các bác đánh thoải mái. Nó không bao giờ nó gọi nó biết rung thùng là gì cả, đánh nó không trôi thùng đâu. Này đánh nó ghê gớm lắm, nó đánh nó không trôi thùng đâu. Và cái loa này thì nó có công suất như thế nào? Thì bây giờ em sẽ lật đứng lên cho các bác cùng xem nhá. Công suất của loa đây. Đây là cái phần công suất của loa. 300W 8 ohm, à 4 ohm.
350W trên 4 ohm này. Đấy. Mắc SPL 126 dB, nhạy là 95 dB cộng trừ 2, trở kháng là 4 ohm. Đó. Đấy, để các bác nhá. Đây là DK đàn đa kinh. Hãng xịn của DK. Và thùng thì về nó hơi xấu này. Em có nướt qua một tí sơn để nó đẹp hơn. Đấy, đẹp nên trông thấy luôn. Đấy. Có tí ánh nắng vào nhìn trông nó khác đời. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Ok, thì trên đây là video giới thiệu qua với các bác là cái loa DK đàn đa kinh nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Giá 9 triệu một cặp bao ship. Tiền ship nó đâu đó tầm 6-700 đến 800 nghìn một đôi. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hai em sẽ tiếp tục quay và review cũng như giới thiệu toàn thể các bác.